các bạn, mình là Nga. Trong video hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm xóa sửa các sản phẩm cần bán trên hệ thống website của mình. Chúng ta đăng nhập vào trang chủ quản lý. Sau khi đăng nhập vào trang chủ quản lý, các bạn nhấn vào phần sản phẩm, sau đó chọn vào phần thêm sản phẩm. Lúc này chức năng thêm sản phẩm hiện ra. Phần tiêu đề sản phẩm mình cần bán vào, ví dụ như mình cần bán là sản phẩm là bình sữa cho bé 3 tháng, hiệu ABC. Và sản phẩm này thuộc danh mục nào thì chúng ta chọn vào danh mục đó. Như vậy thuộc nhóm là đồ dùng cho bé ăn uống, chúng ta chọn vào. Khi chọn vào thì nó sẽ hiện lên màu đỏ. Giá của bình sữa này là 550.000. Giá bán trên thị trường là 750.000. Và bình sữa này chúng ta bảo hành trong bao lâu? Giả sử là 1 tháng. Trong phần sản phẩm, mã sản phẩm chúng ta có thể không ghi. Lượt xem chúng ta có thể để trống hoặc có thể ghi vào. Nhà sản xuất là ACD. Số lượng của bình sữa hiện có trong shop của mình là bao nhiêu thì mình ghi vào. Trong trường hợp này mình còn 50 bình thì ghi là 50. Các thuộc tính chúng ta có thể để nguyên. Về thẻ tiêu đề thì giờ chúng ta, nếu mà chúng ta để trống thì hệ thống sẽ tự động lấy tiêu đề ở bên trên đặt vào phía dưới. Còn nếu chúng ta thêm vào thì cũng được. Các thẻ tìm kiếm chúng ta có thể ghi đó là bình sữa, bình uống sữa trẻ em, mô tả sản phẩm đó là bình bú cho trẻ 3 tháng, hiệu ABC. Đảm bảo chất lượng. Rồi, hàng chính hãng. Về phần mô tả chi tiết của sản phẩm thì chúng ta sẽ mô tả các thông tin cụ thể cho sản phẩm này. Trong phần mô tả chi tiết thì thầy và cô tiến hành mô tả chi tiết về sản phẩm của mình. Mô tả càng chi tiết thì người mua hàng sẽ càng tin tưởng hơn. Chính vì vậy cho nên các bạn cần dành thời gian để viết thật chi tiết về sản phẩm mà mình đang bán. Sau khi mô tả xong, chúng ta có thể chèn thêm hình ảnh của sản phẩm vào trong phần mô tả. Bằng cách các bạn nhấp vào phần chèn ảnh, sau đó chọn vào chọn tệp và tìm đến hình ảnh của bình sữa mà chúng ta cần đăng bán để đăng lên. Trong trường hợp này mình đăng bán sản phẩm bình sữa ABC và chọn vào. Sau đó chúng ta chọn chèn ảnh. Chúng ta có thể canh
giữa cánh trái cánh phải cái hình ảnh này. Và sau khi hoàn thành thao tác phần chi tiết, chúng ta chọn vào phần ảnh để up ảnh đại diện lên cho sản phẩm. Sau khi hoàn thành các thông tin về sản phẩm, chúng ta sẽ tiến hành thêm sản phẩm này vào trong danh mục. Thì chúng ta có hai chức năng lựa chọn, một là thêm và thoát khỏi chương trình soạn thảo, hai là thêm và chuyển sang phần sửa chi tiết. Thì trong trường hợp này chúng ta nhấn vào phần thêm. Và sau khi thêm xong thì chúng ta có thể tiến hành thêm các sản phẩm khác tương tự như lúc nãy, thêm sản phẩm mà chúng ta vừa quan sát. Bây giờ chúng ta ra bên ngoài để quan sát kết quả sản phẩm chúng ta thêm vào. Phần sản phẩm mà chúng ta thêm vào đã được hiện lên trên. Sau khi thêm sản phẩm vào nhưng chúng ta muốn sửa lại thông tin cho sản phẩm thì chúng ta phải thực hiện như thế nào? Bây giờ chúng ta vào phần sản phẩm, sau đó chọn phần toàn bộ. Chúng ta muốn sửa sản phẩm nào thì chọn vào sản phẩm đó. Ví dụ như trong trường hợp này mình muốn sửa lại tên cho sản phẩm bình sữa cho bé 3 tháng ABC. Và tiến hành sửa các thông tin. Bây giờ nếu muốn giá của mình hạ xuống hoặc là tăng lên, ví dụ thay đổi về giá thì gì, trong trường hợp này thay đổi thành 600. Và sau khi thay đổi xong chúng ta nhấn lưu thông tin. Như vậy lúc này sản phẩm của mình đã thay đổi về giá. Còn để xóa sản phẩm thì chúng ta thực hiện như sau. Giả sử muốn xóa sản phẩm vừa mới thêm vào, chúng ta cũng chọn vào biểu tượng thùng rác ở bên góc, ở bên tay phải tương ứng với sản phẩm cần xóa, và chọn vào để xóa và nhấn OK. Bên cạnh chức năng là thêm sản phẩm, xóa sửa sản phẩm đơn lẻ, còn có chức năng là xóa nhiều sản phẩm cùng một lúc. Để xóa nhiều sản phẩm cùng một lúc, chúng ta chọn vào các textbook cần sản phẩm, các textbook ở phía trước tương ứng với những sản phẩm cần xóa và nhấn nút xóa. Ngoài ra chúng ta cũng còn hai chức năng, đó là thêm sản phẩm từ file Excel và thêm nhanh hình ảnh của sản phẩm. Hai chức năng này các bạn có thể tìm hiểu và thực hiện cho sản phẩm của mình. Như vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thêm, xóa, sửa sản phẩm vào trong danh mục sản phẩm của mình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.